RX570 hiện tại đang là trùm trong phân khúc Vega giá rẻ. Đây là điều không thể phản cãi bởi hiện tại sức mạnh của nó đã tiệm cận so với GTX 1060 3G. Đáng nói hơn đó là nếu mà so sánh với GTX 1650 mới ra mắt, hiệu năng của nó vẫn còn hơn đến 10%. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng là RX570 là một sản phẩm hoàn hảo. Nó vẫn tồn tại một số những điểm cố hữu của dòng RX. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ một số điểm chưa được của nó để các bạn có một cái nhìn rõ ràng hơn và có những cái trải nghiệm tốt nhất trước khi mua. Đầu tiên thì RX570 được AMD cho giới thiệu vào ngày 18 tháng 4 năm 2017 nhắm vào phân khúc tầm trung, và nó là phiên bản kế nhiệm cho chiếc RX470 đã ra mắt trước đó một năm. Về cơ bản thì GPU của RX570 không khác gì nhiều so với RX470, chỉ có thay đổi một chút về xung nhịp và điện năng tiêu thụ. Nên để mà nói về trên giấy tờ thì đến năm nay RX570 đã được 2 năm tuổi, còn khi tính cả về phiên bản RX470 thì đến tháng 8 nó sẽ được tròn đủ 3 năm tuổi. Tại sao phải nói về vấn đề này? Bởi vì vòng đời của một kiến trúc thường kéo dài từ khoảng 3 đến 4 năm. Và sau thời gian đó thì sẽ là thời gian ra mắt những kiến trúc mới, và những kiến trúc cũ thì sẽ không được các hãng tập trung ưu tiên để nâng cấp nữa. Các bạn có thể nhìn sang người hàng xóm của AMD là NVIDIA để dễ tưởng tượng hơn. Các kiến trúc như Kepler, Maxwell hay là Pascal đều có tuổi thọ chỉ khoảng 3 năm. Và NVIDIA đã từng phải đối mặt với những tin đồn kiểu bóp hiệu năng những dòng card cũ để thúc bẩy doanh số những dòng card mới. Cá nhân mình thì nghĩ việc này không hoàn toàn là do NVIDIA cố tình, mà chẳng qua nhân lực của họ không còn dồn được tối ưu hóa cho những sản phẩm cũ mà thôi. Tuy cách AMD đối xử với những dòng card cũ của họ hoàn toàn không giống với NVIDIA, và bản thân kiến trúc Polaris vẫn chưa phải là cũ khi gần đây AMD mới cho ra mắt chiếc RX 590 cũng được xây dựng trên kiến trúc này. Nhưng nếu là một người kỹ tính thì đây là yếu tố các bạn nên cân nhắc. Điều thứ hai là mức tiêu thụ điện của RX 570 là từ 140W đến 160W tùy từ phiên bản. Đây là con số cao nếu so sánh với đối thủ tại thời điểm ra mắt của nó là chiếc GTX 1050 Ti hay mới gần đây là GTX 1650, khi cả hai chiếc card của NVIDIA chỉ có mức tiêu thụ điện dừng lại ở mức từ 75W đến 90W mà thôi. Cái này đồng nghĩa với việc nếu bạn chọn RX 570 để nâng cấp thì các bạn sẽ phải xem xét cẩn thận về vấn đề công suất nguồn của mình. Trong trường hợp nếu đang có sẵn một bộ nguồn single rail công suất thực từ 450W trở lên và đến từ một nhà sản xuất danh tiếng thì ok, còn ngược lại bạn sẽ phải bỏ thêm chi phí để mua một chiếc nguồn đủ đáp ứng cho nó, rơi vào khoảng từ 700.000 đến 1 triệu đồng. Mức cộng dồn này vô hình chung khiến tổng tiền đầu tư không còn tốt như tính toán ban đầu nữa. Điều này làm cho những chiếc GTX 1650 bỗng trở nên hợp lý hơn khi yêu cầu về nguồn của chúng không hề cao như RX 570. Để nói thêm thì với một số mã 1650 thông thường, các bạn chỉ cần cắm nó vào khe PCIe trên board mạch chủ, bật máy lên, quạt driver là có thể chạy được. Không cần phải suy nghĩ hay tính toán quá nhiều về công suất nguồn hay DJ như thế nào cho đẹp, bởi đơn giản chúng không cần đầu nguồn phụ để hoạt động. Nhiệt độ khi hoạt động của chiếc RX 570 cũng là một cái yếu tố khiến nhiều người phải cân nhắc trước khi mua sản phẩm này. Do mức điện tiêu thụ là cao hơn hẳn so với các đối thủ nên dĩ nhiên lượng nhiệt tỏa ra của RX 570 cũng sẽ lớn hơn. Khi chịu tải 100%, nhiệt độ của RX 570 bị đẩy lên 75 độ so với con số chỉ khoảng 64 độ của GTX 1650. Có lúc để bình thường khi dùng cho các tác vụ nhẹ như lướt web, xem phim, nghe nhạc thì con số là tương đồng với GTX 1650. Nếu chọn RX 570 thì các bạn nên lưu ý chọn những chiếc vỏ kết thông thoáng, có khả năng lưu thông luồng khí tốt, bởi đây giờ đã là tháng 5, nên nhiệt độ trung bình trên cả nước đang là mức cao. Việc phải chạy liên tục với cường độ cao trong thời tiết như thế này sẽ gây tác động không tốt đến các linh kiện nói chung chứ không riêng gì cả màn hình. Điểm tiếp theo mà mình muốn đề cập đến đấy là khả năng tương thích với game và các phần mềm làm việc. Các sản phẩm của AMD chưa bao giờ được đánh giá quá cao về khả năng cập nhật driver như NVIDIA. Điều này thể hiện ở việc khi một tựa game hạng AAA sắp sửa được ra mắt thì NVIDIA luôn nhanh chóng tung ra những bản driver dành cho game đó, thậm chí trước ngày ra mắt đến hơn một tuần. Điều này khiến các khách hàng của họ cảm thấy an tâm và phần nào đấy là hài lòng. AMD ở chiều ngược lại hiếm khi được như vậy, họ luôn chậm chân hơn so với đối thủ của mình một chút. Và điều này diễn ra từ khi AMD còn sử dụng Catalyst làm bộ driver chính của mình đến khoảng những năm 2016-2017 cơ. Dẫu tình hình hiện tại đã được cải thiện khá nhiều khi họ phát hành Andrea Lin. Tương tự, nếu bạn định mua một chiếc RX 570 về để làm việc thì cũng nên cân nhắc, bởi vì đây là một chiếc card không được các phần mềm hỗ trợ quá tốt. Chưa kể những chiếc card của AMD đều cho màu sắc ra rất là nịnh mắt, cho nên bạn bất kể dùng màn hình nào thì cái việc cân chỉnh màu sắc cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và từ đó có thể gây ra những sai lệch trong in ấn. Ngoài ra để rõ ràng hơn thì đây là kết quả khi kiểm tra hiệu năng cho phần mềm SpecViewer 13 trên độ phân giải Full HD. Các bạn có thể thấy RX 570 kém GTX 1650 khá nhiều ở các phần mềm thông dụng, chỉ có ở KTA, Showcase, SNX và SW là hơn thôi. Nhưng mức chênh lệch hầu hết là không đáng kể, ngoại trừ trường hợp của KTA. Hai vấn đề trên thực chất không hề quá khó để lý giải, bởi AMD có rất nhiều mặt sản phẩm, nên sự tối ưu hóa của các phần mềm không bao giờ dành cho nền tảng này đầu tiên. Đây là sự thật mà chúng ta vẫn đang phải học cách để chấp nhận, và nó chỉ có thể thay đổi trong tương lai khi nền tảng AMD trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng những người sử dụng máy tính. Như vậy là mình đã điểm qua những điều mà các bạn cần lưu ý trước khi mua chiếc card RX 570. Đầu tiên đó là vấn đề về tuổi thọ của kiến trúc, hai là điện năng tiêu thụ, ba là nhiệt độ khi sử dụng, và bốn là khả năng tương thích với game và các phần mềm làm việc. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực chất đây là những vấn đề không hề quá nghiêm trọng.
Và mình vẫn nghĩ rằng là đối với 3 triệu đồng thì RX 570 vẫn là sự lựa chọn đáng giá. Hay nói đúng hơn, nó là sản phẩm tốt nhất mà các bạn có thể mua được ở tầm tiền đó trong thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Vì hiệu năng của nó đang vượt trội hơn hẳn so với GTX 100 Ti, là ngang bằng so với GTX 1603 GB và đáng nói hơn cả là còn vượt trội hơn so với lính mới GTX 1650 ở khoản hiệu năng game. Vậy các bạn nghĩ sao? Những điều trên thì có làm các bạn chùn bước trước khi mua RX 570 hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.